rối loạn cương dương hiện nay thì sự tiến bộ của y học thành ra là các cái điều trị rối loạn cương trở nên dễ dàng rất nhiều, chủ yếu là dùng thuốc thôi. Hầu như chúng tôi không phải dùng đến biện pháp can thiệp của ngoại khoa, trừ trường hợp là tất cả các biện pháp về thuốc thất bại thì mới phải dùng biện pháp can thiệp của ngoại khoa, nhưng đặt thể hang giả hoặc là sử dụng các biện pháp phẫu thuật để chuyển mạch.